trên đường vắng tiếng vọng hoài không thôi. Nhìn về phía xa xôi dáng ai đi nguyệt ngoa, kẻ bao dòng thẳng tắp vẽ vô vàn dấu yêu. Nay lại ngày tiếp nối, người nghĩ gì người ơi, người vẽ nên khung trời trước mơ không có đường, chiếc gậy cùng người bước dập dìu từng bước đi. Ô kia còn bao nhiêu là nốt nhà, dấu thăng nằm ngơ ngác, dấu giang trầm mênh mông. Mỗi ngày người vẫn thế, người viết về quê. Cái mong ước của chúng tôi, mong ước của ban tổ chức chương trình, chúng tôi rất mong muốn là chương trình được tổ chức thành công, và đặc biệt chúng tôi cũng gửi một cái lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả các cặp đôi, họ sẽ biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Chồng tớ là Nguyễn Văn Bá, quê Hà Tĩnh. Chú tớ từ trong Hà Tĩnh bắt xe từ 10 giờ tối qua, 5 giờ sáng ra tới đây, và cảm xúc rất là xúc động và náo nức luôn. Quê quán anh ở Sài Gòn, anh làm gia đình gì ở Sóc Sơn, Hà Nội. Cảm giác của anh là 10 năm nay là được ngày hôm nay là vợ chồng mình hạnh phúc và vui vẻ. Tại vì cái kinh phí mà em kiếm được rất là tốt. Vẫn nhìn được một tí ạ? À thế à? Hai bọn em đến thăm nhau như thế nào? Biết nói thế nào ạ? Em cũng kể. Và tôi tin tưởng rằng cộng đồng sẽ chia sẻ lân bước để các gia đình họ sẽ có niềm vui hạnh phúc trọn vẹn.